Ngày 16 tháng 7 vừa qua, đông kín người đến xem tay đua Russ Griffith, kỷ lục gia người Anh nay đã hơn 70 tuổi, trình diễn ô tô mạo hiểm tại sân vận động Mỹ Đình. Với nhiều suất diễn được tổ chức trong ngày, các khách hàng có thể thỏa sức thưởng lãm những màn trình diễn ô tô mạo hiểm độc đáo từ kỷ lục gia Guinness Thế giới với bài đổ xe phong cách Swift, đổ xe ngoặt chữ Z, quay xe vòng tròn Donut, đi xe hai bánh, vũ khúc xe, v.v. Đặc biệt hơn, các khách hàng tham dự sự kiện cũng sẽ có cơ hội được giao lưu trực tiếp cùng Russ Griffith sau mỗi xuất diễn với phần giao lưu ký tặng và chụp hình độc quyền. Russ Griffith vốn không phải là tay chuyên đua xe nhưng lại có khả năng trình diễn nhiều kỹ thuật lái xe, đổ xe, grip hay đi xe bằng hai bánh điệu nghệ. Ông còn được cộng đồng chơi xe thế giới gọi tên với biệt danh áo thuật gia ô tô. Lần đầu tiên cái tên Russ Griffith được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guinness là vào năm 2004 khi ông grip xe theo vòng tròn 10 lần theo kiểu bánh donut chỉ trong vòng 16,07 giây, tức là mỗi vòng grip chỉ thực hiện trong khoảng 1,6 giây. Đến nay, ông vẫn nắm giữ 3 kỷ lục Guinness. Khán giả Việt Nam cũng không lạ lắm gì với ảo thuật gia Russ Griffith. Ông đã từng có mặt tại Hà Nội lần đầu vào năm 2016 và gần như định kỳ hàng năm đều đến Việt Nam để biểu diễn. Với các phần biểu diễn của mình, ông đều thu hút được sự chú ý đặc biệt của người xem, không chỉ bởi kỹ thuật điêu luyện mà còn qua cách nói chuyện hài hước và dí dỏm.